Có một sự thật đó là chủ xe chưa biết chạy xe, nên bây giờ ảnh phải nhờ bạn bạn của ảnh chạy về giùm. Nhưng mà bây giờ mình cũng ghiền con này quá, tại đây anh em, CBR 250 RR đang lúc chiều là lúc tối là ảnh qua ảnh lấy luôn á, không có cần ký giấy gì đó, qua lấy luôn, đủ tiền là lấy luôn á anh em. Xe quá đã luôn. Để chút dắt xuống á, em test vòng nha. Con này bữa test chạy đã lắm, chạy đã. Ra chạy vòng cho mấy anh em xem. Con này 1m6 chạy là bao đẹp luôn, 1m6 1m7 là chạy là bao đẹp. Đã không? Đây, anh đang đứng anh chuyển tiền nè, anh đang đứng chuyển tiền cho mình đó. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy xuống. Chạy xuống rồi nhờ ảnh cầm điện thoại quay clip mình chạy xe. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Khoái cặp tay này nè. Má tay Rainbow thắng ăn ghê luôn. Có một sự thật đó là chủ xe chưa biết chạy xe, nên bây giờ ảnh phải nhờ bạn bạn của ảnh chạy về giùm. Nhưng mà bây giờ mình cũng ghiền con này quá, tại con này đó nó mạnh nhất trong những cái con mà mình thu về đó nên chạy đã lắm. Đó, quay giờ lần cuối cho anh em xem nè. Những anh em nào mà không mua được là tiếc. Nhiều người hỏi em luôn á, mà ảnh lên liền luôn, ảnh lên ngay lập tức luôn. Anh lên ngay lập tức luôn. Đẹp. Sao, có cảm xúc gì không? Nói vài câu nghe. Quay xe mà, đâu thấy. Rồi, cảm ơn Minh nha. Nhìn là rất là đẹp. Rất ghi vậy. Rồi, có gì qua Minh là chỉ tập giùm. Quên một điều nữa là chưa biết chạy xe. Chưa biết chạy xe thì cuối tuần này em cho mấy anh em nó tập cho. Nó tập cũng nhiều rồi, cũng nhiều nhiều anh em qua đây cũng tập xe. Bên đây có cái công viên nè, chạy qua bên đây công viên cái rồi mình tập rồi xong. Tập chừng 1 buổi 2 buổi là ok, chạy cứng. Mà con này nó mạnh nha. Mấy 250 mà nãy em thấy em kéo nhẹ đó, đường đông á. Mà ra đường vắng nữa là ghê kinh khủng nữa. Rồi giờ mấy anh em về. Này lên bánh lớn nè, bánh lớn nên nó chạy cái đầm xe. Bánh mới hết. Ghen. Màu đen nhám á, nó không có mới bằng màu đen bóng, mà đen nhám nó dị hoài, dị hoài. Nó dị hoài, nó đen nhám mà. Rồi giờ là anh chạy xe máy về à? Đúng rồi. Rồi đây bạn sẽ chạy xe mô tô về. Lên là nó có cái cảm giác giật liền á. Thì chỉnh chế độ yếu thôi. Không, tại con này không hiểu. Con này nó mạnh á. Yếu thôi, chỉnh gì yếu thôi. Còn xe dinh bình thường nó không mạnh vậy đâu. Con này có là Mesu rồi nè. Chỉnh Spot 3 rồi thôi. Chế độ lái rồi. Ừ, đừng có làm cái gì mà nó mạnh. Rồi, phải đề máy lên mới chỉnh được. Đó. Đây chỉnh Spot thôi, bọt thường thôi. Rồi đó, rồi giọt. Rồi biết mà,
mod mod nè. DAD xe thường qua được rồi, tập xe thường trước đã. Xe thường không có luôn. Đâu chưa có em có mấy ngày em cho tập xe thường quen xong rồi chạy chiếc này sao? Chứ chủ nhật qua anh tự chạy sao? Sao? Có nghĩa là qua anh đã không biết chạy xe mà anh kêu đem xe qua sao mà qua? Có nghĩa là qua đây em cho xe thường tập chạy trước. Tập chạy xe thường ok xong rồi về nhà tập tại con này được, tành tành được, nhưng mà chạy xe thường cho nó cứng cái đã. Đó. Một tới tụi hết đúng không? Một tới, còn nhiêu là móc hết. Chạy thử vòng có được không? Chạy thử vòng đi. Thử vòng thôi. Này lên chậm mấy giây à? Mấy giây à, nhanh lắm. Mấy giây á. Thì thử đi, kéo nhẹ mà đường đông nha, không quen đường kéo từ từ thôi. Thấy không? Nhẹ thôi mà muốn dở đầu thôi. Quay cho anh em coi. Sao con chó rất nài. Sao bum. Mày dám cười khán giả đâu hả? Hả? Sao? Sao? Nói gì? Nói gì? Mạnh đúng không? Mạnh phải kích. Mạnh hơn những con CBR 250 mà Minh chạy luôn á. Nó đó giờ chạy nhiều xe rồi, mấy con này là chạy quá nhiều mà con này sao nó mạnh. Kéo nhẹ lên là 160. Bữa test đường á, kéo nhẹ là 160 rồi. Chủ cũ nói là test lên 190. 190 đồng hồ á. Rồi vô bấm ơi. Rồi bye bye anh em. Nhìn ban đêm đẹp quá, ban đêm ngầu, ngầu ơi là ngầu quá. Nhẹ là dở đầu đúng không? Đề số 1 nhẹ cái là nãy thấy mới nhẹ thôi dở đầu rồi. Vô bơm. Bơm. Vô. Rồi rồi sáng chủ nhật gặp. Bye bye. Vui rồi anh em. Chưa biết chạy xe. Đó. Chưa có biết chạy xe. Nhưng mà đam mê. Vẫn đam mê. Ở đây là Minh có kể nhiều câu chuyện cho anh em. Nó là một cái bán xe thì nó chỉ là một cái kinh doanh thôi, nhưng mà trong cái bán đó lại có nhiều câu chuyện thật là hay. Thì giờ mấy anh em Minh nó nghỉ ngơi hết rồi, cho nên Minh phải trực tiếp Minh làm, vừa làm vừa quay cho anh em xem nè, thấy không? Đó, vừa làm rồi vừa quay cho anh em xem nữa, để ra một cái clip không có hề đơn giản xíu nào. Thì nhiều anh em hỏi sao không có xe nhiều rồi đó, xe về mấy anh em lấy hết trơn rồi đó. À, CBR này đẹp mà không ai rước kỳ ta. Phải nói con này là cực đẹp luôn á. Phải nói là cực đẹp, màu tươi. ABS nữa. ABS trước sau không một vết chạy luôn. Đẹp ghê luôn. Rồi, nói gì đây ta? Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Nếu như anh em thích xem những clip này nữa thì cứ comment bên dưới nha. Mình sẽ cố gắng Minh ra nhiều clip cho anh em xem. Và định có câu chuyện gì kể cho anh em nghe mà quên mất tiêu rồi. Quên rồi, thôi khỏi đi. Đó, thì đó. Một ngày làm việc rất là mệt mỏi, nhưng mà cố gắng ra clip cho anh em xem. Bye bye anh em, hẹn anh gặp anh em ở những clip sau hay hơn, chất lượng hơn, ok hơn. Và
sẽ cố gắng truyền đến nhiều đam mê cho anh em hơn. Đó, cố gắng hết nhất có thể. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại. Cảm ơn rất nhiều.